Pfizer đặt mục tiêu ra mắt vaccine chống Covid-19. Nghệ sĩ Philippines tạo hình độc đáo từ những chiếc lá. Mỹ chuyển các khoản đóng góp cho WHO sang Liên Hiệp Quốc. Australia ra mắt đồng xu quyên góp. Thông tin về cuộc đua phát triển vaccine ngừa COVID-19 tại Mỹ sẽ được chúng tôi chuyển tải trước tiên. Thưa quý vị, công ty sản xuất dược phẩm Mỹ Pfizer vừa cho biết liệu loại vaccine chống COVID-19 do hãng này phát triển có thành công hay là không sẽ có câu trả lời vào cuối tháng 10 và công ty sẽ đề nghị được phê chuẩn ngay sau đó. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo công ty sản xuất dược phẩm Mỹ Pfizer, ông Albert Bourla cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, hãng dược này đã tuyển được 23.000 bệnh nhân đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine. Lãnh đạo công ty Pfizer cũng khẳng định, sức ép chính trị sẽ không thể can thiệp vào việc phê chuẩn loại vaccine của công ty. Hiện Pfizer đã sản xuất hàng trăm ngàn liều vaccine tiềm năng này, trong đó bao gồm một nhà máy ở Mỹ. Thành phố New York, Mỹ đã mở cửa lại hoạt động một phần các quán ăn ngoài trời, các sân chơi bowling cũng như là các viện bảo tàng. Thế nhưng các phòng gym mới vừa được mở cửa trở lại với nhiều quy định khắt khe. Những bờ vai rộng đang nâng tạ, những người phụ nữ cơ bắp miệt mài trên máy chạy. Đó là hình ảnh thường thấy tại các phòng gym. Thế nhưng trong lần mở cửa trở lại này, những chiếc khẩu trang là vật không thể thiếu với các gymmer ở thành phố New York. Tôi không thể ngủ được. Tôi quá phấn khích. Việc được trở lại phòng tập sau 5 tháng giãn cách là điều tôi mong mỏi nhất. Tôi đã đến phòng tập gym từ lúc 10 giờ sáng. Mặc dù người dân New York đã được phép dùng bữa tại các nhà hàng ngoài trời từ tháng 6 đến các sân chơi bowling hay các bảo tàng, nhưng phòng tập gym lại được cho là nơi chứa nguy cơ lây lan virus mạnh hơn các địa điểm công cộng khác. Tới thời điểm hiện tại, một số phòng gym chấp hành đầy đủ quy định về an toàn mới được phép mở cửa trở lại. Theo đó, các phòng tập gym chỉ được hoạt động với 33% công suất, sắp xếp chỗ tập cho mỗi người cách nhau tối thiểu 2 mét. Hệ thống điều hòa phải được nâng cấp lên tiêu chuẩn lọc tối thiểu MERV-13 và khẩu trang cùng với đo thân nhiệt là điều kiện bắt buộc với những người ra vào phòng gym. Chúng tôi mở cửa trở lại từ 7 giờ sáng ngày 2 tháng 9 và thật bất ngờ, đã có hàng trăm người xếp hàng bên ngoài để được vào tập. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để vệ sinh khử khuẩn máy móc và không gian chung. Mọi người đều được yêu cầu rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào phòng tập. Vũ khí tối cao tại phòng tập chính là những chiếc khẩu trang. Mặc dù việc hít thở khi luyện tập sẽ gặp khó khăn với khẩu trang, nhưng mỗi người đều phải khắc phục hạn chế để được tập luyện mà đảm bảo an toàn. Tôi đã mua những chiếc khẩu trang tốt hơn, dễ thở hơn. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều người rơi vào tình cảnh thất nghiệp, khiến họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong đời sống. Thế nhưng tuy nhiên, tại Philippines, có một nghệ sĩ đã biến tình cảnh đặc biệt này trở thành cơ hội để theo đuổi đam mê với nghệ thuật trước đây bằng cách sáng tạo các sản phẩm độc đáo từ những chiếc lá. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Philippines, chị Marie Dacane, 23 tuổi, đã mất việc làm tại nhà máy sản xuất. Tuy nhiên giờ đây, chị đã tìm thấy niềm vui khi tạo hình trên những chiếc lá và đó cũng là cách giúp kiếm thêm thu nhập. Ban đầu, chị Dacane định sử dụng chất liệu vải làm chất liệu cho các tác phẩm của mình, nhưng để tìm được nguồn cung không dễ trong mùa dịch. Chị đã nảy ra ý tưởng sử dụng ngay những chiếc lá trên cây gần nhà, tạo hình khuôn mặt của những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Các tác phẩm bằng lá của chị Dacane khắc họa các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Facebook với hàng ngàn người theo dõi. Cho đến nay, chị đã bán được hàng trăm tác phẩm như vậy, với giá trị mỗi chiếc dao động khoảng 400 peso, tương đương với 200.000 đồng Việt Nam. Chuyển sang những lĩnh vực khác. Thưa quý vị, theo kết quả thăm dò dư luận vừa được truyền thông Nhật Bản công bố, chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, hiện là ứng cử viên được công chúng ủng hộ nhất cho vị trí thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản, sau tuyên bố chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do, LDP cầm quyền. Kết quả thăm dò dư luận của tờ Nhật báo Asahi Shimbun, Nhật Bản cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ông Yoshihide Suga tăng lên nhanh chóng sau khi ông giành được sự ủng hộ từ một số phe phái chính trong đảng cầm quyền.
Hiện tại, ông Suga đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 38% so với mức 3% trong tháng 6. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Shigeru Ishiba đứng thứ hai với tỷ lệ 25%. Và cuối cùng là Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của đảng này, cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida với tỷ lệ 5%. Dự kiến cuộc bầu chọn Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tới. Người thắng cử sau đó gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng Nhật Bản, vì đảng cầm quyền đang chiếm đa số trong quốc hội. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo nước này có kế hoạch chuyển các khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO sang các chương trình khác của Liên Hiệp Quốc sau khi chính thức rút khỏi tổ chức này vào năm sau. Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, trong khuôn khổ kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 năm 2021, Mỹ sẽ triệu hồi các quan chức nước này đang làm việc tại những văn phòng của WHO, đồng thời tìm kiếm các đối tác khác để tiếp quản các hoạt động mà trước đó do WHO điều hành. Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đã bắt đầu tiến trình chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Toàn cầu này từ hôm 6 tháng 7 vừa qua. Dựa vào các điều kiện khi gia nhập WHO năm 1948, Mỹ có một năm để hoàn tất quá trình rút cũng như để thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác. Thưa quý vị, có một thực tế là người ta thường hay quên ví nhưng ít khi rời nhà mà bỏ quên smartphone. Các ngân hàng hiểu điều này và đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội bằng một loại hình dịch vụ mới. Các giải pháp cho phép người dùng thực hiện giao dịch ở cây ATM không cần thẻ mà dùng smartphone đang được nhiều ngân hàng tại Mỹ rầm rộ triển khai. Hãy xem công nghệ mới này hoạt động như thế nào tại nước Mỹ trong phản ánh sau đây. Một số ngân hàng Mỹ đã ra mắt ứng dụng rút tiền qua mã QR điện thoại, nhập mã an ninh và ATM sẽ tự động nhả tiền. Sáng kiến này giúp khách hàng rút tiền an toàn hơn vì không cần phải cắm thẻ vào máy và nhập mật khẩu. JP Morgan Chase, ngân hàng sở hữu nhiều cây ATM nhất nước Mỹ với khoảng 18.000 cây, đã thử nghiệm kích hoạt công nghệ này ở vài trăm điểm rút tiền tại thành phố Miami và San Francisco. Theo sau đó là Bank of America và Wells Fargo cũng sẽ giới thiệu các giải pháp giao dịch không cần thẻ tại các máy ATM. Giao dịch trên di động thông thường có tốc độ nhanh hơn so với giao dịch truyền thống. Người dùng tiết kiệm từ 10 đến 45 giây mỗi lần giao dịch, đồng thời tránh tội phạm đánh cắp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số lo ngại phát sinh là người dùng có thể mất tiền nếu họ để mất điện thoại. Để có thể mở được ứng dụng trên điện thoại và ăn cắp tiền của bạn, tên trộm cần có vân tay của bạn và mã PIN. Điều đó thường ít xảy ra. Hiện nay, một trong những trở ngại của việc thay thế thẻ ATM bằng điện thoại là người dùng phải cài đặt các ứng dụng riêng cho mỗi ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng cũng chỉ cho phép khách hàng của họ truy cập dịch vụ. Tuy nhiên, những vấn đề gây bất tiện cho người dùng sẽ sớm thay đổi. Thưa quý vị, Australia vừa cho ra mắt đồng xu 1 đô la mới được thiết kế cho mục đích làm từ thiện. Theo truyền thông Australia, sáng kiến đầu tiên trên thế giới về đồng xu quyên góp này được kỳ vọng sẽ góp phần khơi dậy lòng nhân ái của người dân Australia. Từ đó có thể giúp đỡ nhiều người vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Clip ghi nhận về hình ảnh đồng xu 1 đô la mới của Australia sẽ khép lại bản tin thế giới 360 độ sáng nay. Đồng xu 1 đô la Australia được thiết kế với màu vàng và xanh lá cây cùng thông điệp cho đi để giúp đỡ. Bắt đầu từ đầu tháng 9, đồng xu này đã được đưa vào lưu thông ra thị trường. Sáng kiến về đồng xu đặc biệt này được đưa ra sau một khảo sát cho thấy 57% người dân Australia nói rằng sẽ sẵn sàng quyên góp từ thiện nếu trong ví có sẵn tiền xu. Ước tính chỉ cần một người dân Australia quyên góp một đồng xu mỗi tháng một lần thì nước này có thể huy động được tới 300 triệu đô la Australia một năm. Dự kiến sẽ có khoảng 25 triệu đồng xu như vậy được sản xuất và phát hành ra thị trường.